does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I'm tốt để xin phép được đưa lễ và để làm cái lễ ăn hỏi cho các cháu ấy. Ừ. Xin phép anh. Phép các cô chú anh chị và tất cả các bố mẹ cũng như là mọi người. Hôm nay thì cháu Minh Trí, cháu Hoàng Dung cũng tìm hiểu nhau cũng 2 năm. Thì đến qua cái thời gian gần 2 năm thì các cháu nhận thấy là cái tình cảm nó cũng chín muồi và cũng mong muốn là được tiến tới hôn nhân. Thì trong cái thời gian vừa qua thì hai gia đình cũng đã, các cháu thì cũng xin phép hai bên gia đình và cũng được hai bên gia đình thống nhất, chấp thuận cho các cháu được đám cưới. Thế thì hôm nay thì đại diện cho phía nhà trai thì cũng xin giới thiệu với lại cô chú anh chị là đây thì có đây, tôi bố chú rể Nhân. Đây là ông bà nội của chú rể ạ, ông Hiếu và bà Bình. Đây là ông bà ngoại của chú rể, ông Cẩn và bà Đáng. Đây là chú Tỉnh và cô Ngọc. Đây là bố mẹ vợ của em trai, tức là chú ruột của chú rể. Ở đây có ba cái cặp thông gia thì gia đình cũng rất là thân thiết với nhau. Đây là em ruột, hai vợ chồng em ruột của tôi. Đây là bạn này, dì Thủy, dì Thủy là em ruột của Thủy, Thủy lớn. Đây là Vân, Vân là chị ruột của cô Hạnh này. Đây là mấy cái gia đình này thì sống ở nước ngoài nhưng mà hôm nay thì lại về Việt Nam chơi, lại đúng vào dịp đám cưới của cháu thì cũng vào đây để tham dự đám cưới. Và còn hôm nay thì đã như là thưa chuyện với anh chị rồi thì chúng ta cũng hai gia đình cũng đã đồng ý cho các cháu được tiến tới hôn nhân. Thì hôm nay là cũng là ngày lành tháng tốt thì cũng xin được phép có cái lễ để sang để xin phép được cái lễ đón dâu, và cũng như là để cảm ơn cái lễ ăn hỏi, và cũng như là cảm ơn cái công ơn sinh thành dưỡng dục của gia đình và nhà gái với cháu Dung trong suốt những năm vừa qua. Và xin phép là chúng ta được tổ chức cái lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và xin phép anh chị. Tôi cũng đại diện cho bên nhà gái thì cũng nhất trí với cái quan điểm của anh. Mà cho phép hai cháu được thành hôn, cho phép tôi giới thiệu vợ chồng anh Xui. Vợ chồng anh Xui đầu của tôi, và anh Xui hai. Còn đây là bà chị ruột với anh rể của tôi. Còn đây là vợ chồng của con gái đầu, rể
Còn đây là vợ mẹ của bà Dung. Thì hai cháu nó đã sống với nhau cũng hiểu nhau rồi, thì gia đình đàn gái cũng nhất trí với anh xin nhận cái lễ. Gia đình nhà trai thì có chút quà để con dâu yêu quý băng nhau mà băng nhau mà nhìn ngoài rồi. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and sing your prom and go. Oh, with someone who makes me feel young, I need a man who loves me like my father loves my mom. Accidentally burn our dinner and let me be the Scrabble winner. And when my body changes shapes, he'll say, oh my god, you look hot today. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and senior prom and grow. Oh, with someone makes me feel young, I need a man who loves me like my father. Maybe he could teach our daughter what it takes to love a queen. She should know she's royalty. I need a man who's patient and kind, gets out of the car and holds the door. I wanna slow dance in the living room like we're 18 and senior prom and grow. Oh, with someone who makes me feel young, I need a man who loves me like my father loves my mom. I need a man who loves me like my phụ ba, phụ nội ba. Con cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Ba mẹ. Cháu 100 triệu. Hôm qua ông đã chuyển vào tài khoản cho hai con rồi. Hôm nay đây là cái tượng trưng. Dạ. Dạ. Rồi, tôi cảm ơn nhau. Thế còn cái quà thứ hai.
là của bạn của ông bà đã đi kháng chiến ở trong miền Nam và hôm nay là đi Nha Trang cho nên gửi ông gửi ông để tặng mừng cho hai cháu 5 triệu. Dạ, tôi cảm ơn ông. Để còn đi gọi điện cảm ơn Hữu không? Rồi, ôm ông bà đi. Cũng không có gì nhiều. Chỉ là gọi là còn kẻ có khác. Chưa biết bao giờ được hòa vốn lại nên là thế mà thế thôi. Nhưng mà là cô dâu đúng không? Chắc cả hai là bố mẹ. Bỏ nghèo đó. Cho đứng bên cạnh cô dâu đi. Cho đứng bên cạnh cô dâu. Tôi nhìn gương đây, ông bà nội, ông bà ngoại, ông bà Tỉnh Ngọc và bố mẹ, các cô các chú ngồi đây. Cứ phấn đấu như thế thôi là được. À, tôi cảm ơn. Một là làm vốn, hai là làm kỷ niệm nha. Chị Lan cười kìa. Thì nó thắt chặt quan hệ giữa hai gia đình hơn và hai đứa sẽ cảm thấy nó thiêng liêng và sẽ phải thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Bây giờ phải thương yêu nhau hơn so với 9 giờ sáng trở lên từ trước. Thương nhau như là cô Hoài, cô Liễu nữa. Cảm ơn cô ba. Hôm nay là ngày vui của hai con. Hai bác có kết quả đặt mình hai con. Nhất thứ hai là chúc hai con sức khỏe và sắp hơn trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn các bác. Xin phép hai gia đình, tôi là Tỉnh và vợ tôi là Ngọc, là thông gia rất là thân thiết, gần 30 năm với ông bà Hiếu và bà Bình. Hôm nay rất là mừng được vào đây để dự cái lễ đính hỏi và lễ cưới của hai cháu Trí và cháu Dung. Chúng tôi rất là vui mừng và xin chúc đại gia đình của chúng ta mãi mãi khỏe mạnh, hạnh phúc và thương yêu nhau, làm gương cho các con cháu. Hai cháu nhé. Đây, tôi cảm ơn ông Đức nha. Cảm ơn.
Thì hôm nay thì bố với mẹ rất là vui mừng. Hôm nay là cái ngày đánh dấu một cái mốc trưởng thành rất lớn của các con. Khi mà các con đã học hành, rồi công ăn việc làm, có công ăn việc làm, học được học hành, được giáo dục. Và hôm nay thì là chính thức có một cái gia đình nhỏ của riêng mình. Cái gia đình nhỏ này thì bố rất mong các con là nhường nhịn, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, để làm sao mà có một cái cuộc sống tốt đẹp. Và cũng như là các con cũng sẽ phải tôn trọng và yêu thương bố mẹ hai bên. Thưa với anh chị là chúng tôi cũng không coi là con dâu, mà chúng tôi coi như là con gái trong nhà. Và chúng tôi cũng sẽ hứa với anh chị là sẽ tiếp tục yêu thương và giúp đỡ các cháu trong cái hành trình sắp tới. Và rất mong là được đồng hành cùng anh chị trong cái hành trình này. Và xin cảm ơn. Gửi gắm cho anh chị xui. Con em bây giờ thì một nửa là của anh chị rồi. 100% Một nửa là của chị. Nên là bây giờ về làm dâu bên nhà em. Con chị nó có cái gì sơ suất thì cũng mong là vợ chồng em sẽ phụ chị để bày biểu cho em thêm đó. Còn mẹ thì chúc mà hai đứa phải biết nhường nhịn nhau, phải biết tôn trọng nhau, sống cho đến trăm năm hạnh phúc như ông với bà. Và mẹ chỉ mong như thế thôi. Còn về cái cuộc sống sau này của tụi con thì tụi con tự đi trên con đường của tụi con, mẹ không có tham gia nữa. Bố mẹ và mẹ chỉ là đứng bên ngoài để hỗ trợ cho tụi con thôi. Rồi tụi con biết lo cho gia đình nhỏ tụi con. Mong là chỉ là thương yêu nhau và phải tôn trọng tất cả mọi thứ. Mẹ chỉ biết nói như thế thôi. Cảm ơn mẹ. Hai con có vấn đề gì là hai bà mẹ lôi nhau ra uống riêng say I sneak out.